chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có một cái cuốc đi từ ở bên Phú Quốc đi về Gạch Giá. Hôm nay mình lên đây chủ yếu là review cái con tàu này cho các bạn xem nè. Bây giờ thì chiếc tàu đang chạy từ ở Phú Quốc đi Gạch Giá thì nãy giờ mất cũng khoảng cả tiếng đồng hồ các bạn. Nhưng mà ở bên ngoài sóng rất là nhiều cho nên mình không thể nào quay cho các bạn xem. Bây giờ thì mình lấy vô cái phòng để vô cái khoang ghế ngồi hành khách nè để quay cho bạn xem nha. Cái chiếc tàu này nó có một cái chiều ngang là 14 mét nha các bạn, chiều dài thì 50 mét đó. Thì ở phía sau màn hình các bạn thì chỗ đó là cái chỗ mà người ta để xe, thấy không đó, các bạn thấy nhìn cái sóng đó. Xe thì chứa rất là nhiều nha, ghế thì khoảng 400-500 ghế các bạn. Thì cũng như mình đã nói á, tức là ở phía sau á, sóng rất là nhiều cho nên mình không thể nào quay cái lúc mà chiếc tàu nó chạy mà rất là ồn. Mình không quay cho bạn xem, mình chỉ quay sơ sơ thôi. Còn ở bên trong nè, mình sẽ đi xem từ cái chỗ khoang khách ngồi nha. Đây thì nó có mấy cái dãy ghế rất là nhiều các bạn, tổng hết thì khoảng 500 ghế ngồi. Có phòng VIP luôn. Đây, mỗi một cái phòng thì bây giờ thì tàu thì đang chạy nhưng mà khách cái thời điểm hiện tại thì đi rất là ít nha. Các bạn thấy không, ghế trống rất là nhiều luôn. Đó, trên phòng thì nó có rất là nhiều cái để mình khám phá cho các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ đi đây trước nha. Ở đây nó có một cái phòng phòng VIP này. Đó, ở đây thì bắt đầu mình sẽ đi từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Bây giờ mở cửa vô. Bây giờ ở đây thì nó có cái bảng đồ, đây bảng đồ của tàu này các bạn. Chiếc tàu này về thang máy hay sao rồi bon khách gì ha. Ở trên thì máy lạnh. Bên phòng VIP thì nó rất là không có ồn nha. Phòng VIP thì nó khác hơn những cái phòng kia để, tức là nó sẽ có một cái ghế thì một cái màn hình để cho khách người ta xem ha. Bên kia thì cũng có gắn camera nữa kìa. Hôm nay thì cái giọng nói mình hơi bệnh cho nên mình nói chuyện nó hơi nghẹt mũi xíu nha. Thì mình sẽ khám phá cho các bạn xem từ chút nè. Cái màn hình này á thì nó bự, các bạn thấy nha. Ở bên đây thì nó có một cái chỗ này để cái ly nước nè. Chỗ này thì để cái bọc bánh một gì đó. Bên đây thì nó còn có cổng, cái hai cổng sạc 24V. Đây 12A24 này. Đó, hai cái chỗ để cho khách ngồi thưởng thức nha. Còn phía bên này thì cái đường ra hầm lái, ra cái đường chỗ tàu đang chạy này, chỗ này các bạn, nhưng mà người ta khóa là không cho mình ra. Còn đây là ở phía trước tàu này, nó bị ố kính nha, nên các bạn xem nó không có được trông cho mấy. Đó, cabin tàu đang chạy trên biển luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi từ xuống phần bên dưới lai gai xuống nha. Cái dãy này thì cũng phòng VIP này thì cũng ít ghế thôi, không có nhiều. Thì mỗi một cái ghế thì nó có một cái chỗ cầm tay này nè, gác lên gác xuống cũng vẫn được. Cái ghế nào cũng có một cái cổng sạc riêng hết. Phòng VIP ngay chỗ cabin trước mà ở trên nha. Giờ thì tàu chạy thôi, rất ít khách các bạn. Thì mình sẽ đi dài xuống nha. Nãy mình ở dưới tầng dưới kia tại rất là ồn cho nên mình không có quay được. Mình sẽ tìm cái bây giờ mình đi xuống. Đây. Đi xuống bên này. Bên đây thì nó cũng có cái thông số gì đây. Cái chỗ này thì mở cửa ra nè, để xuống ngắm nè. Bây giờ mình sẽ mở đi ra thử cho bạn xem nè, cái gió ngoài kia như thế nào nè. Đây các bạn thấy không, đi ra đây là gió dữ dội luôn. Gió không thể nào được các bạn. Các bạn đứng là cái là nó bay, cho nên mình không thể nào quay cho các bạn xem được. Cho nên mình biết trước mà. Đây bây giờ mình ở đây nó có mấy cái thông số gì đây.
mình sẽ cho các bạn xem nè, thấy chưa? Wow, cứu sinh vậy nè. Tại vì nó dài quá, hai buồng máy thì nằm chỗ này. Nó dài quá mình chỉ ngắn gọn thôi ha. À, buồng lái tay công thì đang ở chỗ vị trí của mình. Hôm này là phòng VIP nè, này phòng VIP mình lên mình có lên khám phá bạn xem nè. Này là hai tầng dưới, còn này là hai tầng dưới nữa ha. Giờ mình đi xuống nha. Bên đây thì cái chiếc tàu này cũng được cho là cũng hạng sang đó các bạn. Mình nói rất là phóng luôn. Giờ mình đi xuống cái phòng tiếp theo ở dưới này. Đó, thì đang ở trên phòng VIP đi xuống ha. Anh em các bạn xem có chỗ nào sai sót thì thông cảm cho mình. Đây thì họ có mấy cái màn để treo nè. Nắng. Cái máy chạy rất là im các bạn, giống như mình đang đi trên một cái xe giường nằm cao cấp vậy. Đây, ở phía bên này cũng rất là ít khách các bạn. Ghế rất là nhiều. Phía bên kia thì cũng có một cô tiếp viên để bán nước gì đó. Ai muốn ăn cái gì cũng có, mì bọng gì cũng lên hết nha. Đi gần trước này nè. Đi gần trước này nha. Wow. Giờ đây nó hơi lắc hơn ở đằng sau các bạn. Mờ cầm mà nước mặn nó dỗ lên á, cho nên mình không thể nào ra được. Cái này nhìn ra, cái này nhìn lại nè. Oh, 4-500 ghế ngồi nha các bạn. Mình không chính xác tại vì giờ này thì nhân viên người ta làm việc hết trơn rồi, chỉ biết cái thông số là chiều ngang 14m, chiều dài 40m. Wow, lắc kìa, đã mang hốt ruột hốt gan luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi phía sau. Phía sau. Ở đây cái tiếng máy rất là ồn nha. Ở chỗ này là xe nè. Rất là nhiều xe luôn. Ở đây mấy con tàu sóc dữ thì các bạn. Ở đây là mình đã đi xuống dưới tầng ở dưới rồi nha. Là nó rất là sống. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra phía sau cho các bạn xem này. Thì hôm nay thì không biết sao mà bầu trời ông thổi kinh khủng các bạn. Xe thì người ta phải sắp hàng ngay ngắn nha. Hay nếu mà không sắp hàng ngay ngắn thì nó dễ va chạm nhau lắm. Và bây giờ mình sẽ tìm cách mình đi di chuyển thật chậm ra phía sau để cho các bạn xem là cái sức gió giữa con tàu nó vượt biển như thế nào. Giờ mình không dám quay máy luôn các bạn. Cái này thì anh nhân viên hồi nãy mình có hỏi thì nó chạy khoảng 25 lý nha. Chạy một cái sức công phá rất là khủng khiếp. Và cái chân vịt nó đạp nước rất là táo bạo các bạn. Để các bạn hãy nhìn nha. Ghê chưa? Đây là chiếc tàu hai thân ha. Xé nước à. Thì cái lộ trình đi từ ở bên Phú Quốc đi về Hà Tiên thì nó mất 3 tiếng đồng hồ. Mình đi một chiếc xe 7 chỗ thêm 4 người nó thì nó 2.420.000 các bạn. Còn nếu mà các bạn đi từ Gạch Dạ Hà Tiên đi ra ngoài Gạch Dạ Phú Quốc á thì nó mất đi chiếc phà tàu phà á. Thì nó có 1.000.000 thôi, 1.445.000 thôi. Hôm nay mình đi phà mà tàu cao tốc nữa, phà cao tốc. Cho nên là đi từ Phú Quốc về Gạch Giá thì nó mất 2.400.000 mấy chục ngàn á. Anh nhân viên đang rửa chén này. Kìa các bạn thấy không, gió dữ dội luôn. Gió mà máy quay mình giật giật luôn á. Nên các bạn xem hơi ồn thông cảm cho mình xíu nha. Đi cũng không vững nữa. Nên ra đây thì mình không có thể nào quay được kèm cho các bạn xem được. Còn ở bên kia là cái mỏ vàng á, mỏ vàng thì xe lên đó. Đó mà này thì cái vùng biển người ta đánh cá rất là nhiều. Thôi đi vô mới được quá trời ồn rồi.
Đó, phía bên kia thì có mấy cái tàu nó đang đánh cá các bạn. Đi vòng vòng thì nó chỉ có bao nhiêu rồi các bạn.